Chiều ngày 10 tháng 6 năm 2022, tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức cuộc thi sinh viên chung tay tiết kiệm điện năm 2022 đã tổ chức buổi trao giải cho các sản phẩm xuất sắc của các bạn sinh viên nhà trường. Tiến sĩ Trần Trọng Đạo, quyền hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, dù triển khai trong thời gian ngắn từ tháng 4 năm 2022, cuộc thi đã quy tụ được 224 sinh viên tham gia thiết kế các sản phẩm infographic và video dự thi với 1.782 lượt sinh viên tham gia trải nghiệm. Cuộc thi đã thành công tốt đẹp và là minh chứng cho sự hợp tác tích cực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả đôi bên và cả cộng đồng. Đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải nhà kính để đạt được mục tiêu net zero vào năm 2050 mà Việt Nam đang tiến tới. Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cuộc thi là một hoạt động rất có ý nghĩa, hướng tới việc tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về tiết kiệm điện trong sinh viên và cộng đồng, từ đó thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả nơi trường học cũng như các hộ gia đình. Cuộc thi đã nhận được 97 bài dự thi dạng infographic và 18 bài dự thi dạng video. Ban giám khảo dựa trên 5 tiêu chí đánh giá của bài dự thi infographic và 6 tiêu chí đánh giá bài dự thi dạng video đã chọn ra được 20 bài dự thi infographic và 15 bài dự thi dạng video để cho độc giả cả nước bình chọn. Kết quả, ban tổ chức đã chọn trao 2 giải nhất, 4 giải nhì và 6 giải khuyến khích. Ban giám khảo cuộc thi cho hay, hầu hết nội dung các bài dự thi nêu lên được thông điệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng, đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách, đúng yêu cầu. Kèm theo đó là một số giải pháp tiết kiệm điện, thay đổi hành vi khi sử dụng điện như tắt thiết bị khi không sử dụng, ra vào phòng phải đóng cửa ngay khi sử dụng máy lạnh. Em thiết kế là về phim hoạt hình để cho mọi giới tuổi để có thể xem được và hiểu được là tiết kiệm điện năng để cho gọi là về tổn hao điện năng như thế nào, mình tiêu thụ điện năng như thế nào, nên là ngoài đó mình sử dụng điện năng để cho nó có thể tiết kiệm điện cho gia đình mình, sau đó có thể là tiết kiệm cho cộng đồng mình nữa. Trong bối cảnh hiện nay, khi nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng cao, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là năng lượng điện, được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường, cũng như giúp phát triển bền vững ngành năng lượng.